Thưa quý vị và các bạn, Lê Thị Minh Thư, sinh viên lớp Đại học Quản trị Kinh doanh 16A, không chỉ là một tấm gương sáng về học tập mà còn là một trong những người có đóng góp nổi bật cho công tác đoàn hội tại trường Đại học Tây Đô. Trong nhiều năm qua, Thư luôn tích cực cống hiến cho cộng đồng, khẳng định vai trò của mình qua nhiều hoạt động ý nghĩa, giàu giá trị nhân văn. Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Liên chi hội trưởng Hội Sinh viên tỉnh Hậu Giang, Minh Thư đã tham gia tổ chức các chương trình thiện nguyện, gây quỹ hỗ trợ sinh viên khó khăn và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Một trong những dự án nổi bật là chiến dịch mùa hè xanh, nơi em và các bạn sinh viên đã thực hiện nhiều công việc thiết thực như sửa chữa đường dân sinh, dạy cho trẻ em vùng khó khăn và tổ chức các sự kiện văn hóa tại địa phương. Không dừng lại ở đó, Minh Thư còn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện như phát quà cho người cơ nhỡ tại thành phố Cần Thơ, thăm hỏi, tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, phát quà và giao lưu với các em nhỏ tại trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai, mang lại nhiều niềm vui và hy vọng cho nhiều người. Ước mơ của em là em mong muốn sau này em sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, có thể tổ chức được các chương trình cộng đồng và gắn kết được các bạn với nhau hơn nữa. Trong tương lai thì em dự định sẽ tổ chức một dự án thiện nguyện cho người già neo đơn và trẻ em cơ nhỏ. Mong muốn của em qua cái dự án đó sẽ giúp được mọi người, mặc dù không nhiều nhưng có thể giúp ích được mọi người một phần nào đó trong cuộc sống để cải thiện về mặt vật chất cũng như là tinh thần. Nhờ những đóng góp của mình, Minh Thư vinh dự là một trong 696 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11 tại thủ đô Hà Nội. Năm nay, Minh Thư cũng tự hào khi trở thành một trong 200 đại biểu tham gia chương trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc tại đảo Thổ Châu, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trải qua những hoạt động phong phú, Minh Thư đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá, từ kỹ năng làm việc nhóm, lãnh đạo đến khả năng quản lý thời gian. Những kỹ năng này không chỉ giúp cô vượt qua các thách thức mà còn góp phần xây dựng Minh Thư trở thành một người lãnh đạo tự tin và linh hoạt. Em quý nhất cái điểm ở chị Thư là chị hoạt động rất là nhiệt tình, sôi nổi và năng nổ trong học tập, và chị hay giúp đỡ các bạn học sinh trong cái việc hoạt động xã hội. Và cái điểm mà em yêu quý nhất ở chị Thư là chị Thư rất là tốt bụng và chăm chỉ. Về học tập thì bạn học khá là tốt. Đã từng năm trước thì là sinh viên năm tốt cấp thành phố và đang xét sinh viên năm tốt cấp thành phố cho năm nay. Với các thành tích tiêu biểu trong học tập cũng như là công tác đoàn và hội thì bạn đã góp phần xây dựng cho công tác đoàn hội của trường một ngày một vững mạnh. Với tình yêu và những hoạt động cống hiến cho cộng đồng, những năm qua, Minh Thư đã được các cấp các ngành tuyên dương khen thưởng như bằng khen đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác thành phố Cần Thơ năm 2024 của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ, bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2023-2024 của Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Có thể thấy, hành trình của Minh Thư không chỉ là niềm tự hào của gia đình và bạn bè mà còn là minh chứng cho tình yêu và trách nhiệm của thế hệ sinh viên hôm nay đối với cộng đồng.